Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy xuất thân danh giá, qua đời không kịp trăn trối và cuộc đời thăng trầm. Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy là một trong những hoa hậu Việt Nam được nhiều người yêu mến. Cô luôn nằm trong top những hoa hậu xinh đẹp, tài năng nhất. Thế nhưng cuộc đời bạc mệnh của nàng hậu khiến nhiều khán giả xót xa. Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đăng quang vào năm 1994 khi vừa tròn 18 tuổi và là một trong những người đẹp được đánh giá tài sắc vẹn toàn. Thu Thủy ít hoạt động ở làng giải trí, từng làm nhiều nghề như viết báo, viết văn, biên kịch. Trước khi mất, nàng hậu sống cùng con trai, con gái và ít chia sẻ chuyện riêng tư. Hoa hậu Thu Thủy lớn lên trong một gia đình trí thức với cả bố và mẹ đều là cán bộ nghiên cứu của Viện Ngôn ngữ học. Ngay từ nhỏ, Nguyễn Thu Thủy đã là niềm tự hào của gia đình bởi việc học tập siêng năng chăm chỉ. Ở độ tuổi trưởng thành, cô có nhiều định hướng khác nhau và nỗ lực thi đỗ đến 3 trường đại học. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng và được sự khuyên bảo từ người thân, Nguyễn Thu Thủy lựa chọn theo học tại Học viện Ngoại giao khóa 21. Được biết, đến năm 23 tuổi, Nguyễn Thu Thủy tạm ngừng việc học tại Việt Nam để sang Mỹ du học ngành quản trị kinh doanh. Trong số 17 người đẹp lên ngôi Hoa hậu Việt Nam, cô vẫn luôn được đánh giá là người đẹp có học vấn cùng vốn kiến thức hiểu biết sâu rộng. Lúc lên ngôi Hoa hậu, Nguyễn Thu Thủy được đánh giá cao về gương mặt đẹp, đường nét thanh tú. Đặc biệt, cô còn sở hữu chiều cao vượt trội là 1m72. Tính đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Thu Thủy còn là người đẹp sở hữu vòng eo nhỏ nhất trong lịch sử Hoa hậu Việt Nam. Cụ thể, thời điểm mới đeo vương miện, chỉ số 3 vòng của cô lần lượt là 78, 58, 88. Hoa hậu Thu Thủy có xuất thân danh giá với cha mẹ đều là cán bộ nghiên cứu của Viện Ngôn ngữ học. Bố Thu Thủy là giáo sư ngôn ngữ học Nguyễn Văn Lợi, mẹ cô là tiến sĩ Chu Bích Thu, một soạn giả từ điển ngôn ngữ. Thời điểm dự thi hoa hậu cũng là lúc cô thi đỗ vào 3 trường đại học. Trả lời câu hỏi của ban giám khảo về mong ước của mình, cô nói rằng cô muốn trở thành một nữ đại sứ. Cũng vì thế, sau khi đăng quang, Thu Thủy không mặn mà với showbiz mà chọn học tập là mục tiêu cuộc đời. Nàng hậu từng có khoảng thời gian du học ở Mỹ với quyết tâm trở thành doanh nhân thành đạt. Cô ít khi đi sự kiện giải trí mà dành thời gian cho việc kinh doanh. Dù tài năng xinh đẹp là vậy, thế nhưng đường tình duyên của Hoa hậu Thu Thủy cũng không mấy êm đẹp. Cô từng kết hôn với người chồng giàu có vào năm 2002, nhưng mau chóng ly hôn chỉ sau 3 năm chung sống. Sau khi ly hôn chồng, Thu Thủy một mình nuôi con trai. Một thời gian sau, người đẹp kết hôn với người đàn ông khác và có với nhau cô con gái. Dù vậy, chuyện tình ấy cũng không đem tới kết quả viên mãn. Ở tuổi 45, Hoa hậu Thu Thủy tiếp tục làm mẹ đơn thân, nuôi 2 con, một trai một gái. Sóng gió tình trường tiếp tục ập đến Thu Thủy khi cô từng 2 lần đối diện với scandal giật chồng vào năm 2014 và 2017. Trước những ồn ào này, nàng hậu chỉ giữ im lặng và từ chối phản hồi. Sau nhiều thăng trầm, Hoa hậu Thu Thủy hài lòng với cuộc sống mẹ đơn thân bên 2 con nhỏ. Cô sống tích cực, bình lặng, tìm đến các niềm vui như tập yoga, đọc sách. Khi 2 con đủ khôn lớn, cô mở thêm spa riêng để kinh doanh và làm MC truyền hình. Lối sống lạc quan cùng việc chăm chút ngoại hình giúp Thu Thủy sở hữu ngoại hình trẻ đẹp dù đã ngoài 40. Vốn nhiều lần chia sẻ về lối sống lành mạnh nên thông tin Hoa hậu Thu Thủy bất ngờ qua đời khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và xót xa. Tháng 6 năm 2021, thông tin Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy qua đời khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng và xót xa. Em trai Thu Thủy cho biết, chị qua đời sau khi lên cơn đau tim khi mới 45 tuổi. Sau đó, phía công ty Sen Vàng, bà Phạm Kim Dung, phó ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam cũng xác nhận rằng bà đã biết được thông tin Hoa hậu Thu Thủy qua đời. Thông tin này khiến nhiều người không khỏi xót xa. Tuy nhiên, sau đó trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin khác nhau liên quan đến sự ra đi của cô. Cụ thể, một số thông tin cho rằng Hoa hậu Việt Nam 1994 mất sau khi chạy bộ vào sáng sớm, khiến cư dân mạng thêm phần hoang mang. Người nhà Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy nghẹn ngào cho biết, trước khi qua đời, nàng hậu bị ốm, sức khỏe yếu và không ăn được gì. Thu Thủy được người nhà đưa vào bệnh viện giữa đêm và đến gần sáng thì qua đời. Chị bị kiệt sức và đột quỵ, những thông tin chị đi tập thể dục và mất là không đúng, người nhà nàng hậu cho biết. Khi được hỏi về thông tin Hoa hậu Việt Nam 1994 bị trụy tim, em trai cô cho hay, bố tôi cũng bị tim, tôi không biết chị có bị tim hay do chị giấu, nhưng bình thường chị vẫn khỏe, vẫn tập thể dục đều đặn. Gần đây chị không ăn uống được và kiệt sức, tôi rất bất ngờ và sốc. Chị ra đi đột ngột và chưa kịp trăn trối gì với các con. Chị Thủy là chị cả trong gia đình, nhà có 2 chị em, bố tôi mới mất và chị ấy lo tất cả mọi việc. Trong kỷ niệm 30 năm của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy từng chia sẻ về hành trình khó khăn của mình từ khi đổi chức vương miện Hoa hậu danh giá. Người đẹp cho biết, sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1994, cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều. Từ một thiếu nữ bình thường, một sinh viên đại học không ai biết đến, khi đặt trên đầu chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam. Nói thêm về giai đoạn này, Hoa hậu Việt Nam 1994 cho hay, giai đoạn đó tôi còn trẻ phải đối diện với rất nhiều cám dỗ và lựa chọn. Cuộc đời luôn có bất ngờ và những món quà đến với mọi người. Đối với tôi, chiếc vương miện hay nhan sắc như là một món quà đến với bản thân mình mà không phải ai cũng có được. 20 mấy năm mang trên mình chiếc vương miện, tôi nghĩ rằng điều khó khăn nhất là làm sao để có được một cuộc sống bình thường như tất cả phụ nữ khác. Vì đằng sau hào quang, hào nhoáng của chiếc vương miện, tôi vẫn là một người phụ nữ, một người mẹ và có những yếu đuối, sai lầm cũng như những điều mình phải vượt qua như bao phụ nữ khác. Để trở nên lộng lẫy đặc biệt là quan trọng, nhưng để làm một người bình thường còn quan trọng hơn rất nhiều.
Trước những cám dỗ và hào quang, người đẹp gốc Nam Định vẫn bản lĩnh đối mặt và kiên định với con đường mình đã lựa chọn. Nói về điều này, Thu Thủy từng tâm sự, với một người phụ nữ có nhan sắc thì sự cám dỗ của đám đông của showbiz, sự phù hoa ngoài kia đều rất cuốn hút. Nhưng nếu như có lựa chọn trở thành hoa hậu không, tôi vẫn sẽ lựa chọn trở thành một người đẹp và trở thành một hoa hậu. Tài hoa nhưng bạc mệnh, cuộc đời đầy thăng trầm của hoa hậu Thu Thủy đến nay vẫn khiến nhiều khán giả xót xa khi nhắc tới.